Trong những tháng qua, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh Long An đã tuyên truyền, vận động hơn 30 chủ nhà hàng, quán ăn, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia, không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Nhất là triển khai hiệu quả mô hình gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo an toàn giao thông tại các nhà hàng, quán ăn. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn vận động 12 doanh nghiệp trên 5.300 cá nhân, 14 nhà máy chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe và tự giác tháo các thùng xe đúng thiết kế đã được phê duyệt, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật, sự chỉ huy điều hành, kiểm tra của cảnh sát giao thông.